với thầy. Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy. Có những nỗi buồn từ đâu chẳng một ai muốn, nhưng tại sao một người nơi nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cánh nào? Duyên nợ mình chả hết, trao nhau thật vậy sao? Giọt nước mắt anh rơi, hỏi em ơi tại sao? Vì yêu mà anh thấu hiểu, dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu. Trả lại em của anh lúc đầu, anh muốn bên em thì tại sao tình yêu mà anh đã trao, dù nó còn đi lấy lại trao ai chẳng ăn và nỡ lại. Chẳng lẽ là anh nghĩ sai mất rồi? Thôi để em lại, anh sẽ không phiền là mình nghĩ thế. Đến lúc anh có tất cả quay lại là chẳng có anh. Người còn yêu sẽ chẳng đắn đo, hết yêu thì tìm một lý do. Cạnh một ai mà chẳng biết sai là tự thiếu để lòng nhẫn nại. Tình yêu sao có những lúc rất sâu đậm, chỉ có những mà sai lầm là thấy. Đôi khi xa nhau chỉ vì quá tốt. Một người nơi nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cánh nào? Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao? Giọt nước mắt em rơi, hỏi em ơi tại sao? Đầu tiên cover. Thank you for listening.